Bây giờ mình ghé ở đây. Dạ, nói gì chung? Ô Trung ơi, anh nằm đâu sao nhà không thấy Trung? Bây giờ mình cắt nước qua, mình ghé đây cho họ làm cho mình một ly cocktail nữa nha các bạn. Can you make me the one you met this morning? What's the one? Go ahead. How you come from? Sau khi mà cái chuyến đi này á, rất là vui các bạn, cho nên mình rất thoải mái. Bây giờ mình không còn gì nữa nên mình nằm nghỉ ngơi. Thì những cái giường này á, là miễn phí, các bạn không cần phải trả tiền. Okay. Những cái thức ăn, thức uống, đồ là miễn phí luôn, các bạn không cần phải trả tiền. Nhưng mà các bạn phải cho tiền bo họ nhé. Wow. Bây giờ ở nhà mình đang là bão tuyết các bạn, nhưng mà ở bên đây là nắng chói chang luôn, cho nên mình phải hưởng thụ thôi. Bây giờ mình đi ra biển chơi nha các bạn. Săn quần lên. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi ra biển. Bây giờ mấy người này ngủ quá rồi. Chung ngủ luôn hả? Ok. Bây giờ hãy cùng mình đi ra biển. Thì mình không có tắm biển các bạn, tại vì nếu mà tắm biển thì nó rất là ngứa ngáy, cho nên mình sẽ đợi mình đi qua Florida mình tắm biển luôn. Bây giờ mình sẽ ra đây chơi thôi các bạn nhé. Wow, nước quá lạnh luôn. Những cái hồ đá này rất là trơn các bạn nha, phải cẩn thận. Ok. Cát nó rất là mượt, mình mượt các bạn ơi. Các bạn nhìn cát nè, quá là mượt luôn. Thôi. Không biết có cá không các bạn nha. Daddy, do you want to try and build a castle?
Những cái tảng đá này rất là mấy các bạn, cho nên mình sẽ đi thấm tảng đó. Oh, ở đây nó có con cua. Ở đây có con sea urchin các bạn. Thì mình mới phát hiện ra được ở dưới đây nó có một con sea urchin đó, nhưng mà mình không có bắt nó, mình cũng để cho nó sống các bạn, tại vì mình bắt lên nó sẽ chết. Ok, ừ.
Hãy coi coi mình sẽ mất bao lâu mới mình mới xây được cái cát trên trên chảnh. Cát ở đây nó rất là trắng và nó rất là mềm các bạn, nó không có bị dơ, với lại biển ở đây nó sạch nha, biển ở đây không hề có một cọng rác luôn. Quá là đã luôn. Ok. Ok các bạn ơi, thì bây giờ ba đứa bạn của mình đã ngủ hết rồi, cho nên mình không có làm gì cả ngoài việc đi dọc nước tiếp tục các bạn. Hey, các bạn ơi, thì bây giờ là giờ ăn trưa ở trên tàu, là trên du thuyền đã tới rồi. Nhưng mà bữa hôm nay mình không có ăn trưa ở trên du thuyền, mà mình ăn trưa ở dưới đảo các bạn. Tất cả đều miễn phí, tất cả đều giống như trên du thuyền hết. Để lấy đồ ăn các bạn, mình phải xếp hàng để lấy cái dĩa nha. Rồi đồ ăn thì mình sẽ lấy theo kiểu buffet. Thì ở đây các bạn muốn ăn cái gì cũng được, tất cả miễn phí, và các bạn có thể vô trong kia các bạn ngồi. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình xếp hàng. Bây giờ mình xếp hàng rồi mình lấy dĩa, rồi mình sẽ lấy đồ ăn cho các bạn coi. Thì buffet thì nó tới lui nó cũng như vậy thôi, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn để cho các bạn thấy là ăn như thế nào có ngon không. Thì cũng có bánh trái, bánh mì, nước ngọt, rồi trái cây, rồi thịt gà, thịt heo, thịt bò thôi, tới luôn cũng vậy thôi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ coi, mình sẽ xếp hàng để mình vô lấy cái này các bạn nhé. Giờ mình sẽ qua đây ngồi ăn. Mình sẽ vô đây ăn những thứ mình muốn luôn các bạn ơi. Bây giờ mình để coi cái quầy này nó có cái gì ha. Bây giờ mình đã lấy được cái dĩa và cái muỗng rồi. Thì ở đây nó sẽ cho mình lấy dĩa và muỗng. Bây giờ mình sẽ tiến lên cuộc hành trình của mình để đi theo dõi vợ mình coi ăn cái gì. Thì bên đây là xà lách các bạn, bên kia cũng là xà lách luôn, mình nghĩ là hai cái này giống nhau. Thì ở đây là xà lách nè, burger, ở dưới kia là bánh burger, còn bên kia là cái khác các bạn nhé. Vợ mình thích ăn cái castle coleslaw, mình ăn cái này, ăn cái này cho nó đỡ ngán các bạn. Bắp nữa. Các bạn thấy đồ ăn quá là phong phú không? Bỏ nước chấm vô đó là Ren Honey Mustard với lại Sweet and Sour. Bỏ chút nước chấm vô. Ở những cái xứ sở nóng này thì có ruồi muỗi rất là nhiều, cho nên nhân viên phải quạt ruồi muỗi các bạn. Tại vì đa số khách là từ nước Mỹ tới và nước châu Âu tới, cho nên họ rất là sợ những con ruồi, con muỗi. Nó sẽ truyền bệnh. Nhưng mà làm sao mà không để nào tránh ruồi muỗi được các bạn nhé. Quá trời đồ ăn luôn các bạn ơi. Bây giờ mình phải đi tiếp tục thôi. Bữa nay mình bây giờ mình ăn bánh hamburger chứ đi. Đi dạo mình. Bên kia. Còn ở đây là thanh bánh hamburger. Wow, mình để mình coi cái miếng thịt bò của họ coi. Ôi, mấy cái bờ thịt bò này khét nghẹt hết rồi. Rồi. Ăn sơ sơ đây, qua bên kia lấy tiếp, chúng ta lấy tiếp. Đi. Chi nè, chi với kẹo không? Ok. Ở bên đây có kè, bắp với lại trùng. Lát nữa mình sẽ qua bên kia mình lấy các bạn ha. Ở đây là cơm với lại bắp.
ghe nữa. Wow, hấp dẫn quá, hết sảy luôn. Gà gì mà dụng vậy ta? Ok, thấy gà này ăn đi. Rồi, quyết định vậy đi. Bây giờ tụi mình sẽ đi về bàn và tụi mình sẽ ăn nha các bạn. Ô, vợ mình pha chế với lại cái này nè. Ok. Rồi, đi là bàn ăn thôi. Let's go, let's go. Tôi đi. Tôi cầm như vậy tôi đi, hồi tôi dắp hụt mít tôi té. Nãy giờ tôi dắp hụt mít tôi té là khỏi ăn luôn các bạn. Cái này gọi là té sập mặt luôn. Bây giờ thì phải đi, phải nhìn ở trước thôi. Không thôi lát nữa té sập mặt luôn. Muốn uống gì qua bên này là lấy chưa? Ngồi ăn đi. Đi ăn đi, sắp hàng lâu lắm á. Sắp hàng lâu lắm đó nha. Ok các bạn ơi, thì bữa nay tụi mình ăn ở trên bãi biển nha. Cạn ly chung ơi, ở đây là cái ly này gọi là ly tequila sunrise, có nghĩa là mặt trời mọc lúc bình minh các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đây mình ăn. Rồi đi tắm biển tiếp. À, ăn trên bãi biển thì nó không có bàn ghế, cho nên mình sẽ ngồi ở trên cái ghế này ăn luôn các bạn. Để cái ly này đây đi. Wow, các bạn nhìn cái dĩa thịt của mình nè các bạn ơi. Wow. Ngon chú. Nhưng mới vô bơi xong á. Bơi sẽ thấy đầu thì khô hết trơn vậy. Hả? Ông bơi cái gì vậy? Bơi gì vậy? Đi bãi trời, ô. Có nhím biển bãi cho bác không? Bác ở đây đâu được. Bác gì vậy? Bác sợ bác đi. Bác đi nó đào rồi, có đi đảo thôi. Thôi mình ngồi đây mình ăn. Ăn bao nhiêu cũng được các bạn ơi, ăn bao nhiêu cũng được nha. Ngồi ăn quả là một điều thú vị. Vừa ngắm người ta tắm mà vừa ăn đồ ngon. Ai được cái em tưởng nó là không có cái dân nói thằng đông. Ngồi chung cái thằng vậy, chung cái dân quá. Mấy cái dân thằng đông hả? Vô cái chuyện đồ á. Chơi chà. Không biết nữa cho nó không thích mấy cái đó không. Nó cho không vậy. Tình thiệt đó. Ừ. Mà chung không thích tình. Vậy là lần sau mình đi qua Fly Mall á chung, thì mấy cả. Có thể á. Dạ. Đắp coi xe hay khen quay. Thì coi những cái suối. Hả? Coi suối xong rồi đi ăn rồi ăn Maker. Trời ơi. Xúc xích của ai mà bự quá ta. Không
phải của Nhân. Đúng rồi. Quân chung, quân chung. Không phải quân chung luôn. Chút nữa. Mẹ của Nhân là như đây nè. Chị vậy Nhân. Chút nữa lên tàu Nhân, Nhân đi ra ngoài tàu, Nhân quay phim cái cảnh đó gần khỏi bến. Em muốn lên phòng ngủ ngủ nha. Không có ra ngoài tàu á, muốn đứng ra quay không? Thật ra mình đi ra đây chút xíu á. Đúng rồi. Giờ chung bà phô đà chung phận kích hình nữa. Mỗi ngày luôn á. Bởi vì chị là có nhiều người họ không sống ở mấy vùng biển này được. Tại nó ẩm quá. Nó làm khó chịu lắm. Chung chung giờ bỏ chung bà phô đà chung thấy trời. Sao người ngày làm người của mình cũng như là. Hả? Đúng rồi. Nắng dữ cho mình đi giờ đi ờ trời ơi thì mình ăn xong mình sẽ đi lấy đồ ăn tiếp các bạn nhé. Các bạn mình ngồi ở vùng biển Caribe, mình ăn đồ Mỹ mà mình nhìn thấy cái bàn này hồi xưa là khi mà mình ở bên Việt Nam á là mình leo lên mình hái mấy cái bàn ăn các bạn, bây giờ nhìn nó lại nhớ quá trời luôn, kỷ niệm tuổi thơ của mình. Nhưng mà mình không biết là người hay thì nó họ có ăn mấy cái bàn này không các bạn nha, nhưng mà người Việt Nam mình thì mình chắc chắn là các bạn đã từng ăn trên cái bàn này rồi, các bạn thấy không? Đó, mình không biết là có ăn hay không nhưng mà tuổi thơ của mình đây nè. Rồi cái miếng thịt bò này nó bự quá các bạn ơi. Các bạn có thể ăn bao nhiêu miếng cũng được. Ok. Nãy nó nói cái quá ngon. Nãy chị nói bị gì? Dạ. Nó hoạt động rồi. Ờ hả. Cái gì vậy? Hôm nay dở nữa. Đây là cái hòn đảo riêng của hãng Royal Caribbean các bạn. Bởi vì khi mà các bạn xuống đây á, chỉ có những cái người được trên du thuyền xuống thôi. Những cái người nào mà phải có giấy phép bán hàng mới được vô đi bán. Cho nên khi mà các bạn vô đây á, các bạn sẽ thấy rất là yên tĩnh và không có những cái người dân từ nơi khác tới. Hay là những cái người mà giống như là xe ôm hay là xe taxi đồ vô đây các bạn. Tại vì cái này là quần đảo tư nhân các bạn, không có người hoài vô được. Ok. Thì những cái người nào mà họ muốn tới đây để hưởng thụ á thì họ rất là thích chỗ này, tại vì ở đây rất là an toàn và rất là yên tĩnh. Mà mấy cái hãng của những hãng như nhưng mà nếu mà các bạn đi những hãng khác á thì họ sẽ đi vô thành phố luôn thì nó hơi nguy hiểm, có thể các bạn sẽ bị cướp giật, có thể các bạn sẽ bị trộm đồ hay là ăn cắp đồ. Thì đó, đây là cái điểm khác biệt giữa cái hòn đảo này và cái hòn đảo kia. Thì cái hòn đảo này là hòn đảo tư nhân các bạn nhé, và hòn đảo kia là hòn đảo của tự nhiên. Cho nên các bạn hãy phân biệt được. Ok. Thì thì nhìn những cái hãng tàu khác á, họ sẽ không vô được, chẳng hạn như là hãng Carnival nên họ sẽ không vô được hãng này. Tại vì cái hãng này đã bị mua lại bởi hãng Royal Caribbean rồi nên hãng khác không vô được. Cho nên các bạn sẽ thấy là ủa tại sao cái hãng tàu của anh Trăng cập bến không có những cái tàu khác cập bến. Tại vì cái tàu này nó chỉ có một mình hãng tàu Royal Caribbean cập bến thôi. Ok. Thì nếu mà các bạn hỏi mình là anh Nhân tại sao thấy mấy người khác đi mà có nhiều tàu của hãng khác quá, thì mình nói là cũng tùy chỗ các bạn, có chỗ á thì ai cũng gặp bến được, nhưng mà riêng cái chỗ này thôi là cá nhân thôi, tư nhân thôi, không phải là tàu nào cũng vô được các bạn. Thì mình ngồi ở đây á, mình rất là an tâm là mình không sợ bị ăn cướp hay ăn giật gì cả. Ok. Tại các bạn biết người dân hay đi á, giống như là họ cũng rất là khổ sở các bạn nhé, không phải là hả. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như vậy. Họ cũng là chèo mồi đồ mua đủ thứ cho các bạn, họ kêu mình mua đủ thứ nữa. Nhưng mà mình không mua thì họ không có làm gì mình hết trơn á. Nhưng mà mình nếu mà mình mua thì cũng được, mua ủng hộ họ. Mà mình đi cái bay mua nhiều lắm. Chạng Ly chúc mừng 3 năm kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình. Vậy chúc mừng các bạn đã theo dõi kênh của mình trong 1 năm vừa qua. Thì cuối cùng thì mình cũng đã nhận được nút bạc rồi các bạn ơi. Mình rất là vui.
Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Ok, hy vọng các bạn sẽ theo dõi kênh của mình nhiều hơn nữa và mình sẽ ra thật là nhiều video cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ đợi hai đứa bạn của mình lại và mình sẽ đi lấy đồ ăn nữa nha các bạn. Thì mình có thể uống được bao nhiêu cũng được các bạn. Uống đã luôn. Ồ, bãi biển đẹp quá. Mình phải nói là bãi biển quá đẹp các bạn. Không có lời nào mà chối tả cả. Công nhận Google không quay gì. Em nhìn nè. Mình coi hai đứa bạn của mình đó đang là làm gì. Thì xa xa mình đã thấy hai người quen rồi. Hình như là đồng hương của mình các bạn ơi. Thì ra là bạn thân của mình. What's up baby. Bạn mình đang ăn gì đây? Bạn mình ăn sườn ngon các bạn. Ok. Để coi vợ bạn mình ăn gì đây. Bạn mình ăn sườn ngon quá vậy. Cơm nữa. Ok. Cơm sườn một trứng. Cốm sườn một trứng, ăn một trứng coi chừng bị niễn. Ok, tới nhận đi lấy đồ ăn nha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ tụi mình đã ăn xong một trứng rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi chuyến tiếp theo nhé. Và ở đây mình có một cái lon Corona nè. Và mình sẽ uống với bạn mình rồi. Mà là chua. Uống chứ lại vốn mà. Nhân sáng giờ Nhân uống 3 chai bia đó cho hạnh. Nhân phải lấy lại vốn những gì thì Nhân đã bỏ lại chứ. Không mẫu một phát nha cái mùi. Ok, bây giờ Nhân đi lấy ăn tiếp nha. Em để ăn không? Mình uống alcohol là bây giờ Nhân tẩm bê trên này. Bây giờ bạn của mình sẽ ngồi đây. Tụi mình sẽ đi ăn nha. Lấy đồ ăn chưa nè. Ok, bây giờ mình sẽ đem đồ gác đi vô. Chung có lấy sườn ngon á, lấy miếng sườn đi. Em ăn rồi. Anh không thích ăn sườn. Anh không thích ăn thịt. Bỏ cái gác trong đi. Mình ăn xong thì mình tự dẹp nha các bạn nhé. Rồi sau đó mình sẽ lấy đồ ăn mới thêm nữa. Tại vì ở đây mình tự phục vụ, không ai phục vụ mình cả. Ủa sao uổng vậy? Lấy nước khác uống hả? Ok. Kêu bây giờ mình tiếp tục cuộc hành trình đi ăn buffet. Lên tàu rồi chỉ có ăn dặn thôi các bạn. Ăn từ trên tàu, ăn xuống biển luôn, ăn xuống đất liền luôn. Bây giờ hồi nãy mình xếp hàng ở đây rồi, bây giờ mình sẽ vô đây các bạn ơi. Đồ ăn các bạn. Rồi bên đây là cải với lại salad. Bây giờ mình hồi nãy mình đã ăn cải với salad rồi cho nên mình sẽ không ăn cải salad nữa. Mà bây giờ mình sẽ ăn bánh ngọt với lại bánh mì. Gùi quá trời luôn các bạn ơi. Hàng chi không ai lấy hết. Thì hồi nãy mình đã ăn cái món này rồi cho nên mình sẽ không quay nữa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ăn bánh ngọt với lại bánh brownie. Luôn các bạn. Quá trời người ăn luôn cho nên họ làm không kịp luôn. Sở dĩ ở đây người ta ghi như vậy là tại vì có nhiều người họ không được ăn thịt heo các bạn nhé. Tại vì có nhiều người đợi đạo hồi đó, họ không được ăn thịt heo. Ok. Bây giờ thì mình sẽ ăn, mình đi một vòng rồi mà không biết cái gì ăn cho nên mình sẽ ăn trái cây các bạn nhé. Mình thích ăn nhất là bánh brownie mà có sô-cô-la cho nên mình sẽ lấy bánh brownie có sô-cô-la. Với lại mình lấy thêm trái cây nữa các bạn. Để ăn thử trái khóm ở bên đây coi nó có gì ngon không. Một miếng khóm và một miếng dưa Honolulu. Thì bây giờ mình ăn đồ ăn xong rồi thì mình sẽ lấy dưa ăn các bạn ha. Thì mình đi vòng vòng để mình coi có gì ngon rồi mình quay cho các bạn coi. Tại vì mình bây giờ thì cái quầy buffet này nó rất là ít các bạn. Rất là ít. Dưa hấu, để mình lấy dưa hấu ăn. Các bạn có thể ăn bất cứ cái gì các bạn muốn nha. Các bạn có thể ăn bao nhiêu cũng được nha. Ok, bây giờ mình đi về các bạn ơi. Thì sau khi chờ đợi thì mình đã không biết là mình ăn cái gì, cho nên mình chỉ lấy trái cây ăn thôi. Ok.
này chứ đi. Ồ, cái đẹp đích bự, cái đẹp đích bự. Ông bọn của tôi rồi. Tội nghiệp hồi đó ba ngày ăn đi lên đây nè. Ăn đồ ăn Mỹ không thèm rồi ăn Việt chết luôn. Bây giờ mình ăn chung với bạn của mình nha. Happy birthday Hà. 54 đứa các bạn. Này tôi chúc cho hai người, chúc cho tôi, hai người cắt xe tôi hoài à. Chờ mốt đỉnh cái đoạn này nữa nha. Hai vợ chồng ông nó lây lan bây giờ, chồng tôi nó lây lan cái tài thiết của mình đó. Nghe mốt đỉnh cái đoạn nhanh. Em mới lộ theo là do anh thôi chứ là chị. Không nữa hả? Nói hành chờ để lên bút cái chân kia. Sơn đã ngồi, đồ án đang không có ngon. Em đang kiếm chỗ này để chậm thống. Anh ta giờ quá, đi làm rồi. Đi làm. Ủa chứ phải làm một anh ta. Bây giờ nó có nhanh nhạy các bạn, cho nên mình sẽ tới đường quay. Mình sẽ coi mấy anh biểu diễn này, ảnh biểu diễn cái gì. Sao mà lồng lộn quá vậy. Châu quá các bạn ơi, vô 1, 2, 3, 4, 5. Mình nhìn mấy anh mấy đen là mình thấy sợ quá các bạn. Bây giờ anh này anh hỏi là có muốn coi nữa không, coi nữa thì vỗ tay. Yeah nữa đi anh ơi, nữa đi anh ơi. Bây giờ mình nói là nữa đi anh ơi nha. Thank you.
Bây giờ ảnh hỏi coi có muốn nữa không? Muốn nữa thì chơi nữa, còn không muốn nữa thì không chơi nữa. Công nhận mấy anh này anh rất là giỏi bạn. Trời ơi, chơi nhảy dây. Chơi nhảy dây các bạn ơi. Cái trò này hồi xưa tôi chơi hoài. Bây giờ chơi nhảy dây các bạn ơi, mấy anh này giờ anh cũng chơi nhảy dây nữa nha. Bây giờ cái anh này anh có nhảy qua cây này được không bạn? Last year we should go to the international competition and we love this opportunity. Today we come here to show you our skill. Has you come here to bring you Haiti, to bring you what kind of talent we have over here? We only perform 8%. This is why the stage is very limited. It's the concrete. Please, after the double flip over the bar, ace of all alone, raise your hand and we'll come to you. Let's not do it. It will be our last chance to go to the international one for our first time. Ace of all alone, please, raise your hand. We have two baskets on the floor, one right here and another right there. Ace of all alone, please raise your hand. Help us keep our talent alive. Enjoy the rest of the show, and God bless you all. Are you ready? No, no, no. You're on vacation. Are you ready? Thank you.
dữ luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đứng ở trên cái giường rất là cao, cho nên mình rất là sợ té các bạn. Bây giờ các bạn có muốn lấy cái trái dừa này không? Thì mình sẽ lấy cho các bạn coi nha. Wow, bây giờ mình đã xuống rồi, mình sợ độ cao các bạn ơi. Thì các bạn thấy cái dừa nó rất là lùng tịch luôn. Ok, cho nên mình quay như vậy. Xuống dưới biển chơi các bạn ơi. Nước biển rất là mát. Em đứng ở đây đi để anh để máy đây quay nè. Đi kia đứng ở cái nơi đây nè. Đi đi xuống. Đi xuống đi. Hả? Rồi. Ok, đi tới đi. Alo, alo. Thì mình đang đi vòng vòng mình chơi với bạn ơi. Nước biển rất là mát. Mình mới nói là nước biển rất là trong luôn. Em đứng giữa biển anh chụp lên. Anh lên mấy tảng đá được không? Thôi chưa. Giờ gì đi kìa. Đi qua đây đi, qua đây chơi đi. Okay, em bây giờ quay hai cái chân đi nè em. Ok, anh đi em đi nha.
đi. Đây cho anh kịp lại. Rồi nó chơi biển rồi, nó đã đòi đi lên rồi các bạn ơi. Ngủ hạnh chung đâu? Đó đang nằm ngủ đó đó. Qua đây nằm nè, để đi đồ ăn đi. Bây giờ đi về thuyền các bạn ơi. Bây giờ mình đang ngồi ở chiếc tàu này để chuẩn bị đi, chiếc xe này để chuẩn bị các bạn ơi. Thì bây giờ trời rất là nóng cho nên mình sẽ ngồi đợi anh này. Trên xe chỉ có một mình thôi. Bây giờ mình phải đi về cái chiếc đằng kia đây, rút 4 người bạn của mình. Bây giờ mình có xe thì tại sao không đi các bạn. Ồ, em gái đẹp quá. Bây giờ mình sẽ đi về. Quá mát. Đi bộ nóng chảy mỡ luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi tới vô cổng để đi về các bạn ơi. Như vậy là kết thúc một chuyến hành trình vui vẻ ở hòn đảo Haiti của Liberty. Các bạn hãy đi theo mình sẽ dẫn các bạn đi. Ôi xe nó mới rời đi rồi các bạn ơi, tiếc quá. Bây giờ mình sẽ đón xe khác. Các bạn có thấy bông mai tràn không? Hồi xưa người ta nói là ăn cái này có thể được trường sinh bất tử các bạn. Nhưng mà mình không tin cho nên mình vẫn sống tới giờ này. Thì sau khi mà mình đi tới đây bằng xe nào thì mình cũng đi về bằng xe đó các bạn nhé. Bây giờ bốn đứa tôi đang chuẩn bị đi về. Còn chỗ cho mình không ta hết chỗ rồi. Mình đành chờ chuyến sau này thôi các bạn ơi. Okay, bây giờ thì xe đông quá chứ các bạn ơi, cho nên mình đã để cho hai đứa bạn mình đi ra trước rồi. Còn mình sẽ đi sau. Ok, đã có xe rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình lên thôi. Từ từ bà này lắp cắp vậy. Đi xe thôi mà, đâu phải là đi đâu bà già. Ok, bây giờ đi về thuyền nha các bạn. Thì xe nó lại tới gước của mình nữa. Giờ mình muốn đi về và mấy giờ cũng được, nhưng mà bây giờ mình về sớm đi để lên thuyền nữa nha, tại vì hơi chật. Bây giờ xe nó đang khởi hành thì mình sẽ ghé trước cổng của nó và mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi. Ok các bạn ơi, thì như vậy là cái cuộc đi chơi của tụi mình tới đây rất là vui. Và cái hòn đảo thứ nhất cũng rất là vui luôn. Bây giờ tụi mình đi về thuyền và chuẩn bị cho ngày mai nhé. Thì bây giờ thì cái lúc mình đi vô đảo thì mình cũng phải kiểm tra giấy tờ. Và cái lúc mình đi ra cũng phải kiểm tra giấy tờ. Thì mình sẽ quay cho các bạn cái cảnh coi lúc mà lên đảo và rời khỏi đảo như thế nào.
kiểm tra quân số có đủ không, bạn bè của tôi 2, 3, 4, 5 có thiếu gì không. Ok, thì mình phải đi qua cái cổng security các bạn để cho họ kiểm tra cái thẻ của mình coi mình có phải là người ở trên tàu không, và mình phải lấy cái thẻ của mình ra các bạn nhé. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi vô cổng này nhé, mình sẽ cho họ scan cái thẻ của mình. Wow, bây giờ lên thuyền cũng phải đi qua cổng security nữa các bạn ơi, để coi kiểm tra mình có đem cái gì lên không. Wow, các bạn thấy không, bây giờ mới được lên tàu. Ok, bây giờ thì mình đã đi qua cái cổng security rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vô cái chiếc thuyền của mình các bạn nhé. Thì bây giờ thì mình chỉ cần đi vô thôi, các bạn hãy đi theo mình. Ok các bạn ơi, trước mặt các bạn là cái con tàu du thuyền nổi tiếng của mình đang đi, đó chính là của hãng Royal Caribbean. Các bạn thấy không, thì trước mặt các bạn là cái con tàu nổi tiếng đó. Thì bây giờ mình sẽ cho cái flycam của mình bay ra ngoài hướng đó để cho các bạn coi nhé. Thì lát nữa mình sẽ đi từ cái cầu đó, mình sẽ đi ngược về đó để lên tàu các bạn. Và mình sẽ đứng ngay cái mũi tàu đó để thấy được cái kênh Independence of the Sea nhé. Bây giờ mình có thể đi lên tàu cũng được nữa. Nếu mà mình muốn, bây giờ mình có thể đi lên tàu cũng được nữa nếu mà mình muốn các bạn. Nhưng mà bây giờ mình vẫn muốn đứng ở đây ngắm cảnh đẹp. Cảnh ở đây quá rất là đẹp luôn. Thì ở đây họ có cho mình đi lái jet ski nè, hay là đi lái thuyền, hay là đi lái thuyền kayak nè, hay là đi lái dù nè, nói chung là có rất là nhiều hoạt động ở bên trời đó. Ok, bây giờ mình sẽ vô đây để mình khám phá cái chỗ này là cái gì các bạn. Ở đây nó có lái cano nè, hay là đi lặn biển nè. Ok, quá trời cây dừa luôn. Các bạn thấy đẹp không? Mình thấy đẹp lắm. Wow. Bây giờ mình đi xuống đây đi, mình đi dạo vòng vòng chơi để mình quay cảnh. Ô, có trái dừa các bạn, mà trái dừa cao quá mình chơi không tới. Nước biển rất là trong xanh. Đây là biển nha các bạn, biển. Quá đẹp luôn. Wow, họ có cái cần cẩu đồ nữa. Đã lâu rồi mình không có được đi biển các bạn, nên mình rất là vui. Thì từ đây các bạn vẫn thấy được con thuyền của mình đó. Gió từ biển thổi lên nó rất là mát, mặc dù ở ngoài trời nó rất là nóng, thấy không? Bây giờ thì mình sẽ đi về các bạn ơi. Mình chuẩn bị lên thuyền, thì cái đảo này nó hơi nhỏ cho nên nó không có cái gì để mình quay cho các bạn coi cả. Mặc dù có nhiều thứ mình muốn chia sẻ với các bạn, cho nên các bạn hãy coi đỡ đi nhé.
đi vô mấy cây dừa này cho nó ấm các bạn. À. Mấy cây dừa công nhận ấy, mấy cái chỗ khô cằn như vậy mà nó sống cũng được, nó thiệt là hay. Được không? Khâm phục mấy cái dừa này. Ok, bây giờ thì đã kết thúc cái chuyến hành trình ở cái ngày thứ 3 của mình rồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình, thì mình sẽ đi tiếp tục tới cái đảo thứ 4, đó chính là Plymouth Jamaica. Thì ngày mai mình sẽ ghé Plymouth của Jamaica. Bây giờ thì sóng biển rất là nhiều các bạn nhìn nè. Thì bây giờ mình sẽ đi theo con vợ của mình để lên chiếc tàu đó. Quá trời luôn, quá trời người luôn. Bây giờ mình đi vô cái con tàu nha các bạn. Hiện tại mình đang đứng trước mặt con tàu, các bạn biết con tàu nó bự cái nào rồi đó. Mình đi sao hồi mình lọt mẹ xuống sông luôn. Quá nóng các bạn ơi, ở ngoài trời quá là nóng luôn. Qua wow, biển xanh. Biển xanh xanh mướt mướt luôn. Thấy không? Quá là đẹp. Ồ giờ vô đây mát rồi. Để mình cho các bạn coi cái sự hùng vĩ của con tàu là như thế nào. Những người dân hay đi. Ờ ở đây có cho nước uống các bạn. Thank you. Cũng là trời khác mà có ly nước nó đã. Quá là đã luôn. Quay một lần cuối nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ tụi tôi ngồi tụi chơi nha.